Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh The Lạc Street của Nhân Lạc Cà. Và hôm nay Nhân Lạc Cà rất vui khi lại tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt. Và hiện giờ Nhân Lạc Cà đang đứng ở trong nhà thờ con gà, nhà thờ Chánh Tòa quý vị. Thì như quý vị đã biết, nhà thờ Chánh Tòa, nhà thờ con gà là một cái biểu tượng, là một cái nét đặc trưng của thành phố Đà Lạt, thành phố ngàn hoa. Đến với thành phố Đà Lạt thì du khách không thể nào không ghé tới nhà thờ con gà để check-in cũng như là chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhà thờ này. Đây là một cái công trình kiến trúc từ thời Pháp để lại cho thành phố Đà Lạt. Và song song với đó, trên con đường Trần Phú, ngoài nhà thờ con gà thì có khách sạn 5 sao Palace, là một trong những cái biểu tượng cũng như là một cái di sản từ thời Pháp để lại cho thành phố Đà Lạt. Và với một buổi sáng đẹp trời, thời tiết đẹp trời như này thì du khách ghé tới thành phố Đà Lạt rất là đông quý vị. Nhân dịp đây, Nhân Lạc Cà sẽ đi dạo một vòng, sau đó sẽ giới thiệu cho quý vị một cái căn villa Hòa Mi Villa Corotel Đà Lạt, thì tọa lạc ở trên đường Trần Bình Trọng. Thì trước khi ghé tới đó thì Nhân Lạc Cà sẽ quay một số cảnh quan ở trên đường đi, như là quảng trường Lâm Viên, Hồ Xuân Hương. Thì hiện nay thời tiết ở tại thành phố Đà Lạt rất là đẹp quý vị, cho nên rất là phù hợp để mà đi du lịch. Thì như quý vị đã biết thì hiện nay những cái căn villa, những cái căn biệt thự, những căn nhà nguyên căn hoặc là căn hộ du lịch được khách du lịch săn đón rất là nhiều. Cho nên là nhân tiện đây thì Nhân Lạc Cà sẽ giới thiệu cho quý vị một cái căn hộ du lịch thuộc căn villa Hòa Mi Villa Corotel. Và trước mắt chúng ta đó là bên phía tay phải là Hồ Xuân Hương, còn bên phía tay trái là quảng trường Lâm Viên. Thì như quý vị đã biết, quảng trường Lâm Viên thì nổi bật với cái bông hoa dạ quỳ màu vàng với lại cái bông atiso. Thì bông atiso là một cái loại đặc sản ở tại thành phố Đà Lạt. Khách du lịch lên đây có thể mua hoa tươi atiso về hầm giò heo nấu lẩu, cũng như là mua cao atiso rồi trà atiso về uống rất là tốt. Và khu vực này là ngay công viên Xuân Hương bên phía tay trái, rồi cà phê nhà hàng Thúy Tạ bên phía tay phải. Cung đường này thì vào tháng 12 hoa mai anh đào nở rất là đẹp quý vị, cho nên là du khách ghé tới cung đường này check in rất là nhiều. Và trước mắt chúng ta đó là cầu Ông Đạo và hướng về phía khu Hòa Bình. Trên xa xa kia là những con đường Nguyễn Chí Thanh với là những cái căn khách sạn hứng view nhìn về phía chợ Đà Lạt rồi Hồ Xuân Hương. Trên đó là con đường Nguyễn Chí Thanh, kinh doanh khách sạn rất là nhiều. Thì như quý vị biết, Corotel thì hiện nay ở nước ngoài thì rất là phổ biến. Tuy nhiên ở Việt Nam thì mới xuất hiện cách đây vài năm trở lại đây. Corotel là những cái căn hộ, đó là những cái căn hộ du lịch. Thường ở các cái vùng biển, chúng ta thấy khi mà người ta xây những cái căn nhà cao tầng lên, người ta sẽ làm những cái căn hộ ở trong đó. Thì những cái căn hộ Corotel thì có đầy đủ tiện nghi từ bếp, phòng khách, toilet cũng như là phòng ngủ, có đầy đủ tiện nghi như là một cái căn hộ ở nhà của chúng ta. Chúng ta đi du lịch, chúng ta về có thể trải nghiệm nấu ăn, nấu uống, rồi con cái có thể là hâm sữa cũng như là nấu cháo cho con khi mà chúng ta đi du lịch có con nhỏ. Và bây giờ Nhân Lạc Cà đang hướng vào con đường Trần Bình Trọng. Thì như quý vị biết thì con đường Trần Bình Trọng là hai bên là các cái cơ quan ban ngành, chủ yếu là công an,
ở trên đường Trần Bình Trọng, cho nên là khu này quy hoạch biệt lập biệt thự rất là an ninh cũng như là yên tĩnh. Thì những cái căn hộ ở trên đây chúng ta tới đây trải nghiệm cũng như là nghỉ ngơi ở trên những cái căn hộ này thì đúng theo cái kiểu là nghỉ dưỡng vì rất là yên tĩnh. Và cái căn villa Hòa Mỹ Villa Codotel Đà Lạt nằm ở địa chỉ 37A Trần Bình Trọng, phường 5, thành phố Đà Lạt. Từ cái vị trí căn villa này mà tới chợ đêm khu Hòa Bình Đà Lạt thì chỉ có 1,5 km thôi. Xung quanh thì cũng có nhiều các cái khu du lịch nổi tiếng ở trên đường Trần Bình Trọng này như là biệt viện Trần Lệ Xuân, rồi nhà thờ Domain cách đây cũng khoảng 1 km. Và bây giờ đây là cái cổng đi vào căn villa này. Khi chúng ta bước vào căn villa thì thấy hai bên hoa rất là ngập tràn luôn và một cái khoảng sân rất là rộng. Căn villa được thiết kế theo phong cách châu Âu. Và căn villa này tọa lạc trên cung đường với kiến trúc biệt thự từ thời Pháp để lại nên nó tôn lên cái vẻ đẹp sang trọng quý phái của một cái cung đường. Và bây giờ Nhân Lạc Cà bay flycam để cho quý vị nhìn tổng quan hơn cái căn villa này cũng như là cái cung đường xung quanh. Thì không gian xung quanh của căn villa từ buổi sáng cho tới buổi tối lúc nào cũng đẹp, và đặc biệt trong khuôn viên của căn villa này được đầu tư cũng như là chăm chút rất là nhiều các cái loại hoa, đặc biệt là hoa hồng. Thì với cái khuôn viên cũng như là căn villa này được thiết kế với dạng căn hộ Codotel với 3 kiểu thiết kế. Thứ nhất là căn hộ đơn là một phòng ngủ, một giường đôi, có bếp, vật dụng, bàn ăn, phòng khách, bàn ghế sofa và có toilet riêng. Và căn hộ đôi là một phòng ngủ mà có 2 giường đôi thì cũng có bếp và các cái vật dụng phòng khách cần thiết cho nhu cầu của một cái căn hộ. Và thứ ba nữa là căn hộ gia đình, thì căn hộ gia đình thì có 2 phòng ngủ, 2 giường đôi, có bếp, các vật dụng bàn ăn, phòng khách, toilet riêng vân vân. Bước vào trong căn villa đó là một cái khu lễ tân. Chúng ta vào đây thì được tiếp đón rất là nồng nhiệt, cũng như là khuôn viên, phòng chờ cũng như là cái khoảng để tiếp đón khách cũng rất là rộng rãi luôn. Đặc biệt thì ở Đà Lạt thiếu gì thì thiếu, chứ mà hoa thì không thiếu quý vị. Khuôn viên thì hoa rất là nhiều, trong các cái căn phòng cũng như là khu vực lễ tân đều bày trí rất là nhiều các cái loài hoa. Và đặc biệt thì căn villa có thang máy, tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể là đi bộ để trải nghiệm. Phía sau căn villa thì có một cái cây mai anh đào rất là lớn, tới mùa hoa mai anh đào nở thì cái cây này nở đỏ rực rất là đẹp. Với lại phía sau thì cũng có cái view nhìn về phía thành phố cũng rất đẹp. Từ phía cầu thang chúng ta cũng nhìn về phía thành phố cũng như là cây cối ở xung quanh. Vì villa cho nên là thiết kế với cái không gian mở, tất cả các cái phòng ốc đều có cửa sổ cũng như là lấy ánh nắng trực tiếp từ bên ngoài vào. Và đây là phía ban công nhìn về phía rừng thông cũng như là khu biệt viện Trần Lệ Xuân với những cái căn biệt thự thấp thoáng. Và vị trí này thì cũng gần trung tâm thôi, chúng ta đi ra khu vực chợ đêm hoặc hồ Xuân Hương khoảng 1,5-1,6 km
và phía dưới là không gian. Nếu mà chúng ta đi ô tô thì có một cái không gian rất là rộng, đậu ô tô ở trong khuôn viên của căn villa này luôn. Và đây thì được thiết kế với thang máy rất là rộng. Và bây giờ Nhân Lạc sẽ giới thiệu cho quý vị một cái căn phòng đầu tiên, đó là căn đơn với diện tích là 55m2, đầy đủ tiện nghi ban công, phòng khách, phòng bếp và phòng vệ sinh, và view nhìn ra sân vườn. Thì trong này có bếp núc, rồi có tivi, có smart tivi để xem phim. Đây thì phù hợp cho những cái chuyến công tác dài ngày, với một cái căn phòng này được sử dụng cho một cho tới ba người, rất là phù hợp cho những cái cặp tình nhân mới cưới hoặc là gia đình có con nhỏ. Thì ngày thường giá phòng của một cái căn đơn này là 650.000 một đêm, không tính trẻ em, và đặc biệt là vào các ngày lễ Tết thì cũng phụ thu thêm. Một cái căn phòng đơn nhưng mà chúng ta thấy rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, như là một cái căn phòng, một cái căn hộ của chúng ta, nên không gian ở rất là ấm cúng. Có một cái không gian bếp đầy đủ tiện nghi để cho chúng ta nấu ăn cũng như là hâm sữa cho trẻ em. Và tiếp theo thì Nhân Lạc sẽ giới thiệu cho quý vị một cái căn đôi với hai giường ngủ. Thì căn đôi hai giường ngủ với cái diện tích là 62m2, cũng đầy đủ tiện nghi ban công, phòng ngủ rộng rãi, rồi có phòng vệ sinh, view sân vườn. Thì rất là phù hợp cho một cái nhóm bạn bè, gia đình cũng như là một gia đình hai ba con cũng có thể ở. Ở đây có hai giường rất là rộng rãi luôn, chúng ta có thể ở tới 5-6 người. Một cái không gian phòng rất là rộng, như là một cái căn hộ cao cấp quý vị. Và phòng ốc thì được thiết kế cũng như các cái màu sắc cũng rất là hài hòa, tạo nên cái không gian cũng như là cảm giác ấm cúng. Phía ban công thì chúng ta nhìn ra sân và xa xa là rừng thông, cũng như là các cái căn villa biệt thự ở phía trước mặt. Buổi chiều ngắm hoàng hôn cũng rất là đẹp luôn. Thì căn hộ phòng đôi 2 giường này với giá ngày thường là 950.000 một đêm, cho 4 người và không tính trẻ em. Và bây giờ Nhân Lạc sẽ giới thiệu cho quý vị một cái căn phòng, đó là căn gia đình với 2 phòng ngủ. Thì diện tích là 65m2, đầy đủ tiện nghi, cũng có như các cái phòng khác thì cũng đầy đủ từ phòng ban công, vệ sinh, rồi view. Ở đây có view trước, view sau luôn. Có hai phòng thì có view trước, view sau. Và ban công thì rất đẹp luôn, rộng rãi. Thì phù hợp cho gia đình cũng như là gia đình có ông bà, con cháu cũng như là các cặp đôi đi chung với nhau thì có hai phòng cho ở cho hai cặp đôi khác nhau. Phòng trước thì view phía trước, phòng sau là view về cây mai anh đào cũng như là hồ cá, rồi view về nhìn về thành phố. So với hai căn hộ trước thì căn hộ này có hai phòng ngủ riêng biệt, với diện tích rộng hơn, tuy nhiên thì cũng sử dụng chung một cái căn bếp, một cái phòng khách, cho nên là không gian nó rất là ấm cúng, phù hợp cho những gia đình cũng như là các cái cặp đôi đi chung với nhau. Thì giá cái căn này ngày thường là 1.150.000 đồng một đêm, vào những cái dịp lễ Tết thì cũng phụ thu. Đó là cái tình hình chung của các cái căn hộ du lịch cũng như là các cái căn villa. Ở đây chúng ta thấy có một gia đình có nhiều thế hệ, từ bà cho tới bố mẹ và con cháu đi du lịch ở tại thành phố Đà Lạt và nghỉ dưỡng tại Hòa Mi Villa Codotel Đà Lạt. Sau khi đi tham quan cũng như là du lịch ở khắp nơi thì họ trở về căn villa để nghỉ dưỡng, để lấy lại sức để cho một cái hành trình và một chuyến đi khác. Vào một buổi chiều thì chúng ta thấy hoàng hôn
nhìn ngắm từ những cái ban công của các cái căn hộ trên căn villa này, chúng ta thấy rất đẹp luôn. Nhìn xa xa là những cái căn villa, những căn biệt thự thấp thoáng trên những đồi thông. Và như chúng ta thấy, nếu mà đi du lịch ở tại thành phố Đà Lạt, nếu thấy căn villa này có những cái căn hộ phù hợp cho chuyến đi của mình thì hãy gọi điện thoại cho Hòa My Villa với số điện thoại là 0987 860 568 như là cả để ở dưới màn hình để đặt phòng cũng như là đặt căn hộ cho chuyến đi của mình. Và Nhân Lạc Cà rất cảm ơn quý vị cô chú anh chị các bạn đã theo dõi video này. Hãy tiếp tục đăng ký để theo dõi những video sau của Nhân Lạc Cà nhé. Và bây giờ Nhân Lạc Cà xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt.